Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đang đến với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý diễn ra ở trong nước và quốc tế mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong bản tin. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung Quốc đang hứng chịu các thảm họa tự nhiên và dịch bệnh chưa từng có. Người chết, kẻ mất tích, người còn sống thì lâm vào cảnh khốn khổ cùng cực. Lúc cần đến sự hỗ trợ từ phía chính quyền thì họ lại biến mất một cách bí ẩn. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra thiên tai lũ lụt tiếp tục mở rộng. Hơn nữa, virus tái bùng phát mạnh mẽ ở Bắc Kinh cũng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Một số phương tiện truyền thông đã truy tìm tung tích các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phát hiện ra hành tung của 7 thường ủy rất kỳ lạ, dường như tất cả họ đã rời Bắc Kinh để tránh nạn. Đầu tháng 6 đến nay, mưa lớn đã liên tục kéo dài ở phía Tây Nam Trung Quốc. Trong 2 ngày, các địa phương Kỳ Giang, Trùng Khánh phải hứng chịu một cơn đại lũ chưa từng thấy trong hơn 80 năm qua. Nó gây thiệt hại rất nghiêm trọng về mọi mặt. Số người bị nạn lên đến 210.000 người, tăng 170.000 người so với thống kê ban đầu, khoảng 40.000 người. Mưa lớn ở Quý Châu cũng khiến đường phố biến thành thác nước. 6 huyện thị chìm ngập trong nước, một số con đường có mực nước cao đến 4 mét, hiện vẫn không rõ người dân thương vong của địa phương. Theo nghiên cứu và phán quyết của cơ quan chỉ huy phòng chống hạn Quý Châu, Trùng Khánh, trận mưa lớn tiếp theo có thể gây ra lũ ống. Cục khí tượng Trung ương dự đoán 5 ngày tiếp theo hạ du Trường Giang sẽ tiếp tục mưa lớn. Bộ Tài nguyên nước tuyên bố hiện có 198 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị đã bị ngập trên mức cảnh báo. Khu vực hạ du Trường Giang có thể xảy ra lũ lụt khá lớn, mang tính khu vực. Những địa phương ở Hồ Bắc cần tập trung vào sự an toàn của các hồ chứa nước để phòng lũ ống. Trong khi miền Nam bị lũ càn quét trên diện rộng, thì làn sóng dịch bệnh thứ hai ở Bắc Kinh đã bùng phát trở lại một cách mạnh mẽ. Điều này cho thấy một xu hướng không thể kiểm soát, tất cả các cư xá ở Bắc Kinh đều đã thực hiện quản lý đóng cửa chặt chẽ. Cấm nhân viên chủ chốt rời khỏi Bắc Kinh và vận chuyển hành khách liên tỉnh bị đình chỉ. Epoch Times thu được nhiều tài liệu tiết lộ về dịch bệnh Bắc Kinh. Tài liệu cho thấy tình hình dịch bệnh khá nghiêm trọng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gấp rút chuẩn bị cho việc lây nhiễm dịch bệnh trên diện rộng như xây dựng bệnh viện cabin và đẩy nhanh việc thành lập phòng thí nghiệm kiểm tra Acinetrelix. Trên thực tế, dịch bệnh ở Bắc Kinh đã lan sang nhiều tỉnh ở Trung Quốc. Tờ Apple Daily của Hồng Kông đã phát hành một bài viết hỏi thăm đặc biệt dịch bệnh chưa qua, lũ lụt đã tới, Tập và Lý đã đi đâu. Bài viết đặc biệt cho biết thiên tai nhân họa không ngừng tiếp diễn trên khắp Trung Quốc. Đầu tiên là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch bệnh dẫn đến sự bùng phát toàn cầu, sau đó là nạn châu chấu ở Đông Bắc Trung Quốc, vụ nổ xe tải dầu ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, làn sóng dịch bệnh thứ hai ở Bắc Kinh đã bắt đầu trở lại và cuộc xung đột đẫm máu nghiêm trọng nhất đã nổ ra ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong 45 năm qua. Đầu tháng qua, xuất hiện lũ lụt ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc với tình hình ngày càng nghiêm trọng. Nhưng một điều kỳ lạ là không hề thấy các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến các vùng thiên tai để hỏi thăm nạn nhân, động viên những nhân viên cứu hộ đang chống thiên tai đầu tiền tuyến. Vậy thì Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đã đi đâu trong thời gian này? Theo các bài đưa tin của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, dịch bệnh đã gia tăng kể từ khi Bắc Kinh công bố các ca nhiễm mới. Từ đó, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc rất ít công khai các hoạt động của họ. Tập Cận Bình đã tham gia một cuộc hội đàm để nói chuyện với các chuyên gia và học giả ở Bắc Kinh. Ông cũng đến Ninh Hạ khảo sát. Tối qua, ông đã tham gia hội nghị thượng đỉnh Trung Phi, rồi thì tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Âu qua video, nhưng ông ta đều không xuất hiện công khai. Mặc dù mưa lớn ở 10 tỉnh dọc theo sông Trường Giang ngay lập tức cảnh báo và 600 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ rằng đập Tam Hiệp sẽ vỡ bất cứ lúc nào, nhưng Tập Cận Bình chỉ khen ngợi các tập thể và cá nhân tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy qua video mà không phát đề cập bất cứ điều gì về tình hình thiên tai ở miền Nam. Về phần Lý Khắc Cường, ông đã đến thăm Thanh Đảo, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Ngày hôm qua, ông cũng xuất hiện công khai để tham dự lễ khai mạc hội chợ Carton tại Bắc Kinh. Nhưng một số hội nghị video khác, ông cũng không xuất hiện trước công chúng.
hãy xem lại bản tin thời sự của CCTV trong chương trình dài 35 phút. Nhiều trang báo đưa tin Tập Cận Bình nói chuyện video với các nhà lãnh đạo EU, phóng vệ tinh bắt đầu và công tác kiểm soát ma túy, nhưng lại chỉ dành vỏn vẹn 1 phút để đưa tin về lũ lụt ở miền Nam. Nội dung rất sơ sài, nói về tình hình dọn dẹp của địa phương sau trận lụt. Apple trích dẫn một bình luận nói rằng Trung Quốc đang rơi vào thời buổi rối loạn cả trong và ngoài nước. Bắc Kinh vốn là cốt lõi quyền lực của nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bùng phát dịch bệnh, lũ lụt ở miền Nam đang tràn ngập. Các nhà lãnh đạo quốc gia cần phải siêng năng xuất hiện công khai để ổn định đại cục, chí ít cũng làm phấn khởi dân tâm. Tuy nhiên, không chỉ Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường mà tung tích 5 thường ủy khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bất thường, 7 thường ủy rời Bắc Kinh để tránh dịch. Nhà bình luận của Epoch Times Trung Nguyên đăng bài nói rằng, sau khi dịch bệnh bùng phát ở Bắc Kinh, các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu mở dần khỏi tầm mắt của mọi người. 7 thường ủy có thể đã rời Bắc Kinh, phân tán để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến họ. Trong trường hợp bất khả kháng, họ mới trở về Bắc Kinh để công diễn. Ngoại trừ Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, thường ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc như Luật Chiến Thư và Uông Dương cũng không thể thoát thân. Họ phải đeo khẩu trang để tham dự hội nghị Đại hội Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Vương Hộ Ninh chỉ tham gia 2 hội nghị video nhưng không xuất hiện trước công chúng. Hôm nay, Hàn Chính chủ trì cuộc họp ban lãnh đạo công tác Thế vận hội mùa đông, sau đó không có thêm một bài đưa tin nào. Triệu Lạc Tế cũng không có báo cáo hoạt động nào trong tháng 6. Bài báo cho biết các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không công bố các bài báo về các cuộc họp Bộ Chính trị Trung ương của Thường ủy. Điều này cũng rất bất thường. Hiện tại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề bên trong và bên ngoài. Điều cấp bách là 7 thường ủy cần thường xuyên thảo luận đối sách, thậm chí cuộc họp thảo luận của Bộ Chính trị Trung ương chỉ gồm 25 người. Cũng có thể các cuộc họp như vậy đã được tổ chức nhiều lần nhưng lại được tiến hành thông qua video và không thể đưa tin. Một khi đưa tin, sự thật lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc không ở Bắc Kinh sẽ lộ ra ánh sáng. Các hoạt động công khai của 7 thường ủy giảm mạnh không thể không khiến người ta nghi ngờ rằng có thể đã có người bị nhiễm dịch và họ cũng đang tránh tiếp xúc. Người dễ bị nghi ngờ nhất là Triệu Lạc Tế. Kể từ khi kết thúc phiên họp toàn thể, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc không đưa ra bất cứ một bài báo nào về Triệu Lạc Tế. Điều này khá bất thường và có thể Triệu Lạc Tế cần xuất hiện để bác bỏ tin đồn, nhưng sự việc không đơn giản. Bài báo nói Triệu Lạc Tế có thể đã rời Bắc Kinh và nếu ông ta xuất hiện thông qua phương thức đi khảo sát, điều tra bên ngoài thì có thể kết luận lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rời khỏi Bắc Kinh, gây ra phản ứng rất khó có thể đoán được. Nếu Triệu cố tình trở lại Bắc Kinh để xuất hiện thì lại đối mặt nguy hiểm khó lường, bởi vì tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh nghiêm trọng hơn thông báo chính thức. Hành tung của các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang dấy lên những đồn đoán liên tục. Cho dù có người trong số họ bị nhiễm virus hay không, thì điều này đều cho thấy rằng tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh phức tạp hơn nhiều so với thông tin công khai. Quái vật ba thân của Mỹ bất ngờ áp sát đảo phi pháp trên Biển Đông. Chiến hạm USS Montgomery thực hiện chuyến tuần tra tự do hàng hải đầu tiên của năm. Họ đã áp sát cái đảo bồi đắp phi pháp gần Trường Sa hôm qua. Hải quân Mỹ cho biết tàu chiến ven biển USS Montgomery cuối tuần trước thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải áp sát cái đảo nhân tạo được bồi đắp phi pháp trên Biển Đông. Ông Joe Kelly, phát ngôn viên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho hay chuyến tuần tra của tàu USS Montgomery nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế. Đây là hoạt động phóng lốp đầu tiên của Hải quân Mỹ ở Biển Đông trong năm nay. Theo ông Kelly, hoạt động này nhằm thách thức những hạn chế các bên đặt ra với quyền đi qua vô hại tại khu vực, cũng như bảo vệ quyền sử dụng biển cả một cách hợp pháp. Các hình ảnh được đăng trên website của Hải quân Mỹ cho thấy tàu USS Montgomery đã đi qua đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên đá chữ thập và đá Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Đại tá Li Huamin, phát ngôn viên chiến khu Nam Bộ quân đội Trung Quốc PLA, sau đó ra tuyên bố cho biết PLA đã triển khai lực lượng không quân, hải quân theo dõi tàu USS Montgomery và phản đối hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ ở khu vực này. Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời tôn trọng hoạt động tự do hàng hải và hoan nghênh các hành động đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực của các quốc gia trên Biển Đông. Cộng đồng quốc tế cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ quyền tự do hàng hải trong vùng Biển Đông. Bất cứ động thái nào nhằm độc chiếm vùng biển này đều sẽ bị lên án. Mỹ là quốc gia lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất. Nhiều lần họ điều tàu chiến đi qua Biển Đông trong các chiến dịch tự do hàng hải và thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh. Hải quân Mỹ điều tàu USS Guernsey Mayer tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Chữ Thập và Bánh Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin được phát sóng trên kênh tin mới nhất ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hết chương trình. Còn bây giờ Diễm Quỳnh cùng với 30 tập chương trình của kênh tin mới nhất xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.